dự án Smart City Thủ Đức vừa chính thức mở bán tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được xem là viên ngọc xanh của thành phố khi được sở hữu hàng loạt các kênh rạch, hệ thống công viên cây xanh bao quanh, đường nội bộ kéo dài từ 8 đến 30 mét. Không những thế, dự án còn nhận được sự quan tâm của giới đầu tư khi có hệ thống pháp lý minh bạch, sổ hồng riêng biệt nhằm giúp khách hàng có ngay giấy tờ chủ quyền bất động sản. Đây cũng chính là mục tiêu mà các dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới, đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng.